Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Huy 701 Bình Tân. Thưa các bạn, ở video này xin gửi tới các bạn một số các cái dòng jack phụ kiện âm thanh được tuyển chọn rất là kỹ lưỡng để gửi đến các bạn nhé. Thì ngoài cái việc mà các bạn có thể mua những cái bộ dây sẵn thì các bạn hoàn toàn có thể tham khảo những cái dòng dây jack rời, các bạn có thể về tự DIY. Đó, vì cái việc DIY nó không hề khó nha, mình có rất nhiều video hướng dẫn cách các bạn để làm rồi, thì các bạn có thể là mua phụ kiện rời, hoặc là qua đây các bạn cũng có thể xem được rằng là những cái sản phẩm các bạn đang được sử dụng ở bên mình khi DIY cho các bạn thì nó sẽ chất lượng nó sẽ là như thế nào nha các bạn. Thì thưa các bạn, ở đây mình sẽ có những cái dòng jack AV, jack carbon, jack loa, những cái dòng jack chuyển. Đấy. Đó, đều là những cái dòng phụ kiện tuyển chọn rất là kỹ, và các bạn không các bạn có thể đâu đó nhìn nó giống với một vài cái sản phẩm trên thị trường, nhưng mà thưa các bạn, chất lượng nó hoàn toàn khác nhau nha các bạn, và mình sẽ đi chi tiết cho các bạn thấy cái sự khác biệt của nó nhé. Thưa các bạn, thì đầu tiên nó là những cái dòng jack canon carbon như thế này. Thì thưa các bạn là các bạn có thể nhìn thấy rằng là cũng là một cái đầu jack canon như thế này nhé, nhưng mà chất lượng của những cái dòng này của nó thì nó cực kỳ là xịn, các bạn có thể dùng bền mãi mãi những cái dòng như này, và nó cho chất lượng chuyển dẫn âm thanh rất là tốt. Đó, những dòng jack canon carbon thì các bạn có thể nhìn thấy. Đó. Ok nhé, jack này là bên mình đang bán với mức giá 150.000 một chiếc các bạn nhé. Đó. Công khai giá cho các bạn. Đấy. Mình hoàn toàn là công khai giá, và mình không có ngại so sánh với cả những dòng sản phẩm trên thị trường nhé. Trên thị trường cũng sẽ có những dòng có thể là đâu đó phân phối với mức giá thấp hơn, thì mình không cạnh tranh về giá và mình chỉ cam kết về cái chất lượng của nó thôi các bạn ạ. Đó, thì các bạn có thể lựa chọn nhé. Thì thực sự là tiền nào vải đấy thôi các bạn, người bán thì không bao giờ nhầm các bạn nhé, người chỉ có người mua nhầm thôi. Thì những cái sản phẩm như này đôi khi mình nó có thể chênh nhau một vài chục ngàn, nhưng mà mua thì nó ở cái niềm tin là nhiều, mình có nào thì mình nói như vậy thôi các bạn nhé. Đó, các bạn có thể thấy những cái dòng jack AV như thế này, jack AV WBT như này các bạn nhé. Đó, các bạn có thể nhìn thấy cái chất lượng của nó hoàn thiện cực kỳ cao. Đấy, cực kỳ cao. Đó, 100.000 một jack các bạn nhé. 100.000 một jack, các bạn có thể tham khảo, các bạn có thể mua ở đâu đó, các bạn có thể nhưng mà mình muốn giới thiệu cho các bạn thấy được những cái sản phẩm chất lượng thì nó sẽ trông nó sẽ như thế nào. 100.000 một jack các bạn nhé, rất khoa. Đấy, rồi những cái jack gì đây, jack này. Đó, các bạn sẽ thấy rằng là nó chất lượng của nó như thế nào. Đây các bạn, jack bắp chuối carbon các bạn nhé. Đây, jack bắp chuối carbon, mình sẽ mở ra cho các bạn xem vào bên trong của nó. Đây, có một cái jack mình đã mở ra rồi thì phải. Đây. Đấy, xin lỗi các bạn là mình đang chưa lấy nét được. Đây, nó đều có hai lõi hết các bạn nhé, mạ chrome. Đó, và cái vít này của nó là vít lục giác này các bạn. Đó, nó sẽ cho cái chất lượng kết nối rất là ok. Đó, những cái dòng jack như thế này. Đây, jack chuyển. Đó, các bạn có thể xem những dòng jack chuyển đều là những cái hàng tuyển chọn rất là kỹ nha các bạn. Đó, các bạn có thể nhìn thấy những cái jack chuyển này. Đấy, nhìn thấy cái jack chuyển như thế này. Đó, nhưng mà chất lượng của những dòng này thì nó khác hoàn toàn nha các bạn. Đó, con này là chuyển 6 ly ra 3.5. Đó, rất là ok. Rồi tiếp theo là đến những cái dòng jack bình dân hơn. Thì thưa các bạn, là đây, ví dụ như dòng này, jack bẻ vuông này. Đó, con này thì nó kết hợp giữa bắp chuối và càng cua được nha các bạn. Con này thì nó không có gì đặc biệt cả, nó chỉ là chân đồng bình thường thôi. Đây, mình không nói. Đó. Rồi bây giờ đến cái dòng jack bắp chuối như này, đây các bạn nhé. Những cái dòng jack bắp chuối bãi xịn bên mình khai thác được. Đó, rất là ngon, rất là ok luôn nha các bạn. Đây. Đó, ốc lục giác, có cả ốc lục giác lẫn ốc thẳng nha các bạn. Đấy, đều là những dòng jack rất là tuyển chọn rất là kỹ. Đấy, cái này mình cũng có cả cái dòng nó có gen xoắn nha các bạn, có cả dòng có gen dọc gen xoắn. Đó, 30.000 một cái các bạn nhé. Đó, tiếp theo là những cái dòng
các mỏ chim cứng các bạn nhé. Đây. Thưa các bạn thì mỏ chim cứng ấy, cái dòng này của nó nhé. Đây, các bạn nhìn. Khi các bạn mua các bạn để ý những cái gen xoáy như thế này. Đấy. Nó rất là trơn, nó phải rất là trơn tru. Đó. Thì nó mới là loại xịn nha các bạn. Còn cái loại này trên thị trường hàng nhái có các bạn nhé. Hàng rẻ tiền có. Cái này bên mình bán 30.000 một cái các bạn. Đấy. Đó. À xin lỗi các bạn, 25.000 nhé. Một bộ 8 cái là 200.000. Các bạn thấy không? Đây, cái gen xoắn của nó như này. Còn bình thường á, cái hàng này nó có cái hàng rẻ tiền như các bạn. Vặn ra là nó không trơn như này đâu, nó sẽ bị kẹt, rất dễ bị kẹt. Đó. 25.000 cái, loại này cũng thế nhá, 25.000 cái như các bạn. Đó. Mình có cái loại lục giác có này và cái loại mà vặn vít ngang cũng có đây. Đó. Chất lượng rất là xịn sò nha các bạn. Đấy. Đây nó sẽ có những cái rất là nhiều, rất nhiều đây. Nó có những cái túi như thế này. Đây mình túi rắc riêng. Đấy. Cái trường hợp mà mất vít thì mình có thể bổ sung nha các bạn. Đó. Đây, vít của nó rất là xịn. Các bạn có thể nhìn thấy. 25.000 một rắc các bạn nhé. Đấy, những dòng rắc chuyển mỏ chim mắt chuối như này. Đó. Một đầu là dây bạc nha các bạn. Đầu này được hàn rất là kỹ lưỡng nha. À, một bộ này 250.000 một bộ 4 cái các bạn nhé. 250.000 một bộ 4 chiếc. Đấy. Các mỏ chim mềm. À, mỏ chim mềm thì là 30.000 một cái các bạn nhé. Mỏ chim mềm 30.000 một cái. Đây các bạn có thể nhìn thấy chất lượng của nó. Đó. Các phần gen của nó rất là mịn màng. Đấy. Này, các bạn nhìn này, mức hoàn thiện của nó rất là cao. Nó không có gặp những cái trường hợp mà nó bị bong chóc gì đâu các bạn nhé. Đấy, gen của nó cực kỳ xịn. Làm cứ vô cùng là chi tiết luôn. Các bạn dùng yên tâm, bao xài nha các bạn. Đó. 25.000, cái này 30.000 các bạn nhé, 30.000. Và rắc cứng thì là rắc cứng với cả những cái rắc như thế này. Là 25.000 một cái các bạn nhé, 25.000 một cái. Dòng này cũng 25.000 một cái. Đó. Thì đấy là những cái dòng dây rắc phụ kiện của bên mình. Hôm nay về cũng khá là nhiều mà mình mới lọc được ra có một ít ở đây. Một ít ở đây. Đó. Rồi những cái dòng rắc chuyển dây quang thì mình vẫn có nhé các bạn. Rắc dây chuyển OTG này. Những dòng dây chuyển OTG này, dây quang di nét vuông này. Đó, dây USB TTG này, dây quang. Đấy. Giá là dây quang xanh này 210.000 này, dây quang vuông là 280 này. Đấy, những cái dây USB dành cho DAC của Zinet chính hãng này là 350 này. Đấy, rồi nó có những cái OTG của thằng iPhone này 210.000 này. Rồi OTG của thằng Taisi 280 này. Thì tất cả những cái dòng phụ kiện này bên mình đều rất là sẵn hàng nha các bạn. Đặc biệt là những cái dòng ví dụ như dây 3.5 thì các bạn đã rất là quen thuộc với những cái dòng dây 3.5 Holtec của bên mình rồi. Giá 280.000 một bộ các bạn nhé. Rất là ok. Đó, rất là nhiều các cái phụ kiện mà về của bên mình vẫn sẵn sàng phục vụ cho các bạn nhé. Thưa các bạn thì nay cũng là chủ nhật ngày nghỉ lễ cuối thì mai thì bên mình sẽ lại làm việc bình thường các bạn nhé. Đó, cũng hết nghỉ lễ rồi. Thì các bạn có nhu cầu về các dòng sản phẩm này vui lòng liên hệ số điện thoại mình để trên màn hình cũng như trong cái phần mô tả nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào.